các bạn ơi, cuộc đời dù đúng dù sai, dù bạn là ai thì muốn thông minh cũng phải giải đố. Một chiếc video xịn sò với chùm kiến thức giúp bạn nâng tầm IQ chỉ trong 8 phút. Bắt đầu nha. Câu 1, đố bạn giữa rồng Komodo và rồng lửa, con nào có thật? Chắc chắn rồng Komodo có thật rồi. Rồng Komodo thực ra là một loại thằn lằn lớn và chỉ sinh sống ở các hòn đảo thuộc đất nước Indonesia. Tuy nhiên thì chú ta cũng đã ghi danh vào sách đỏ những sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng. Theo bạn, giữa trà xanh và cà phê, cái nào có hại hơn? Cà phê có hại hơn trà. Trong cà phê có hàm lượng caffeine cao gây lo lắng và mất ngủ, thậm chí gây căng thẳng và mệt mỏi. Ngoài ra, cà phê còn gây hại cho da và xương. Câu đố tiếp theo dành cho người chơi hệ giàu đây. Theo bạn, vàng với bạc, cái nào đắt hơn? Chắc chắn là vàng rồi. Trên trái đất, vàng không có nhiều và còn rất khó khai thác. Vàng được sử dụng rất nhiều như làm trang sức, chữa bệnh, sử dụng trong sản xuất, vân vân và mây mây. Vàng thì ít mà được sử dụng nhiều nên càng ngày càng khan hiếm và giá ngày càng cao. Câu 4, trà xanh và trà sữa, cái nào giúp thông minh hơn? Trà xanh giúp thông minh hơn vì trong trà xanh có chứa một lượng lớn chất tannin có đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ tế bào não nên giúp cải thiện trí nhớ. Theo bạn, giữa cá viên chiên và cá tươi, món nào tốt hơn? Cá tươi tốt hơn. Trong cá có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như omega 3, canxi, vitamin, khoáng chất, giúp hình thành chất xám, giúp chúng ta có trí nhớ tốt và phát triển trí thông minh. Ngoài ra, ăn cá còn giúp phát triển chiều cao, xương chắc khỏe, giúp giảm nguy cơ bệnh tim, đột quỵ. Câu 6, giữa hoa cúc vàng và hoa hồng, hoa nào không có độc? Hoa hồng không có độc vì hoa hồng là loài cây không thụ phấn nên rất an toàn cho những người bị dị ứng phấn hoa. Hoa hồng thậm chí còn có thể ăn được và dùng làm thuốc. Gai hoa hồng nhọn nhưng cũng không có độc đâu. Khi gần hoa hồng thì lưu ý không cầm vào cành hoa, tránh gai đâm là được. Theo bạn, bút bi và bút chì, cái nào có trước? Chắc chắn là bút chì rồi. Bút chì được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1662 tại nước Đức, cách đây 360 năm, còn bút bi thì mới có cách đây 84 năm thôi. Vậy giữa cá voi xanh và cá mập, con nào to hơn? Câu trả lời chính xác là cá voi xanh. Cá voi xanh dài 30m, nặng 180 tấn. Nó là động vật lớn nhất trên trái đất, thậm chí là lớn hơn khủng long rất nhiều. Đúng là chùm cuối của thế giới động vật anh em nhỉ. Câu 9, đố các bạn giữa coca và nước mía, cái nào tốt hơn? Nước mía tốt hơn vì trong nước mía có nhiều canxi tốt cho xương và răng. Ngoài ra, nước mía còn là đồ uống giải khát rất tốt. Vào mùa hè, thay vì uống những loại nước ngọt đóng chai như Coca, Pepsi, trà không độ hay C2 thì anh em mình nên uống nhiều nước mía hơn nha. Theo bạn, trứng và bim bim, cái nào tốt hơn? Câu trả lời chỉ có thể là trứng thôi, được mệnh danh là siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ăn trứng giúp tăng cường thể lực, tăng thị lực, chắc xương, răng, tóc và móng tay chân. Câu 11, đố các bạn giữa mèo và chó, bốt nào thông minh hơn? Câu trả lời chính xác thì cả hai đều thông minh như nhau. Cả hai bốt đều phân biệt được tên và có thể học theo những bài học mà người chủ dạy. Tuy nhiên thì vì mèo rất chảnh nên chúng ta thường sẽ thấy các chú chó năng động hơn. Vậy còn giữa gà ta và gà tây, con nào ngốc hơn? Thật bất ngờ khi câu trả lời là gà tây. Đều là gà, nhưng những chú gà tây gần như không đủ trí tuệ để phân biệt trời mưa hay nắng. Khi trời mưa, gà tây phải ngước mắt lên trời khoảng 30 giây mới biết chuyện gì đang xảy đến với mình. Thậm chí chú ta còn không phân biệt được đồng loại của mình là gà tây giả hay thật nữa. Câu 13, đố bạn, củ khoai tây và khoai tây chiên, cái nào tốt hơn?
chắn là củ khoai tây tốt hơn rồi. Khoai tây nấu chín có nhiều calo, chất đạm, chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng khác, tốt cho tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì cân nặng. Theo bạn, giữa nước và thức ăn, cái nào quan trọng hơn? Với 70% cơ thể là nước thì các bạn có thể đoán ra nước quan trọng và cần thiết hơn rồi. Một điều đặc biệt nữa là con người chúng ta có thể nhịn đói lâu hơn nhịn khát, vậy nên mỗi ngày hãy uống nước thường xuyên nha anh em. Đố các bạn, đi xe đạp và xe máy, cái nào tốt hơn? Đi xe đạp chắc chắn sẽ tốt hơn. Đạp xe giúp tăng sức đề kháng, sức bền và có đôi chân chắc khỏe. Đạp xe giúp tâm trạng thoải mái hơn và tốt cho môi trường. Tuy nhiên, thì khi tham gia giao thông, các bạn nhớ phải quan sát, đi bên phải đường và không lạng lách đánh võng nhé. Tiếp nữa, theo anh em, hổ và sư tử, con nào chạy nhanh hơn? Mặc dù hổ đánh thắng sư tử, nhưng sư tử lại nhanh hơn hổ. Sư tử có thể chạy với vận tốc tối đa lên đến 80 km/h, trong khi đó hổ chỉ có thể chạy 65 km/h mà thôi. Câu 17. Giữa đọc sách và chơi game, cái nào quan trọng hơn? Đó chính là đọc sách. Đọc sách giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều điều mới, mở mang đầu óc, biết nhiều kiến thức hơn. Còn chơi game nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu đến mắt và sức khỏe. Theo bạn, bánh kẹo và hoa quả, cái nào tốt hơn? Đáp án chỉ có thể là hoa quả. Các loại hoa quả giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ cải thiện tiêu hóa, giúp não bộ tập trung hơn, giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ, bổ sung nước cho cơ thể và hỗ trợ giảm cân. Câu 19. Đố các bạn, bữa sáng và bữa tối, cái nào quan trọng hơn? Bữa sáng quan trọng hơn vì bữa sáng cung cấp năng lượng cho cả ngày học tập và làm việc. Nhịn ăn sáng sẽ khiến anh em mình tiếp thu bài kém, mất khả năng tập trung và giảm sự phản xạ nhanh, dễ buồn ngủ khi học. Vậy nên đừng bỏ bữa sáng nha các bạn. Theo bạn, giữa xúc xích và trứng, cái nào có hại hơn? Câu trả lời chính xác là xúc xích có hại hơn. Trong xúc xích có nhiều chất béo, làm tăng nguy cơ bị béo phì, đồng thời cũng sẽ làm tổn thương hệ thống tim mạch và mạch máu não. Ăn xúc xích nhiều còn có nguy cơ thiếu canxi và gây ung thư cơ đấy. Câu 21. Đố các bạn, cục tẩy bút chì và cây bút xóa, cái nào có trước? Chắc chắn là cục tẩy bút chì có trước rồi. Cục tẩy bút chì đầu tiên được sử dụng từ năm 1770, cách đây 252 năm, trong khi cây bút xóa mới được sử dụng cách đây 37 năm thôi. Câu đố tiếp theo dành cho người chơi hệ sinh ngoại đây. Đố các bạn, giày thể thao và dép tổ ong, cái nào có trước? Giày thể thao có trước. Vào năm 1892, nghĩa là cách đây 130 năm, đôi giày thể thao đầu tiên được sản xuất ở Mỹ. Và mãi cho đến tận 105 năm sau, những đôi giày thể thao mới được sản xuất hàng loạt và có cái tên sneaker. Câu cuối cùng trong chùm câu đố kiến thức hôm nay, đố các bạn, con này tên là gì? Chiếc động vật cute phô mai que này tên là gấu trúc đỏ. Tuy nhiên, chú gấu trúc đỏ này lại không phải là họ hàng nhà gấu trúc đen trắng mà chúng ta biết và chú ta có hộ khẩu ở Trung Quốc nha. Hết nước chấm với những điều biết mà hình như chưa biết, nhưng sau video này, anh em mình đã biết rất nhiều phải không? Còn điều gì thắc mắc thì đừng ngại ngần mà comment nhé. Nhanh Trí sẽ giải đáp từ A đến Z luôn. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh, ủng hộ Nhanh Trí ra nhiều video hay hơn nữa nha.